Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn C nhá. Thì ngày hôm nay mình cùng với cả các bạn sẽ xem một trận đấu mà Việt Nam sẽ có 3 đội tuyển tham gia vào trong cái giải đấu lần này, đó chính là PMPL C Final. Và phải nói là mình muốn làm cái clip này để gửi đến cho anh em, đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau cổ vũ cho cả 3 đội tuyển tham gia vào vòng đấu C Final, đó chính là Bóc Gaming, V Gaming và Xavier. Đó thì 3 đội tuyển đó đại diện cho Việt Nam tham dự vào C Final, và phải nói là đây cũng là 3 đội tuyển mà mình khá là ấn tượng trong cái giải đấu C Final lần này, kèm với đó là BTA. Đó là ba trong tổng số 4 đội tuyển mà mình rất là ấn tượng, mang cái màu cờ của Việt Nam, và mình tin chắc rằng là cả 3 đội tuyển đó chính là VGaming, Xavier và OGaming đều sẽ có những cái màn thể hiện phải nói là xuất sắc trong cái giải đấu C Final này, để không những là làm hài lòng cho tất cả những người xem mà chúng ta còn có những cái thành tích tốt để chúng ta đi sâu vào những cái vòng đấu sau nữa. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu mà đây là trận đấu thứ nhất trong ngày đấu thứ 3 của PMPL C Final, và chúng ta sẽ cùng xem, và mình cũng sẽ bình luận thêm trong cái trận đấu này nữa, để xem là chúng ta sẽ được chứng kiến những cái màn thi đấu xuất sắc như thế nào của đội tuyển Việt Nam trong cái ngày thi đấu thứ 3 này. Ủa, intro đẹp thật sự. Nếu các bạn biết thì đây là intro của PUBG Mobile phiên bản 2.0 Irango. Vâng, và bây giờ thì có vẻ chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với cả game thiếu mở màn trong ngày thiếu hôm nay thôi. Sẽ là map thiếu quen thuộc Irangel đây. Và ngày hôm nay thì cái tên nào sẽ lên ngôi vương? Liệu có phải là Augustlimark với màn trình diễn quan tượng? Cái map Irangel này đọc là Irangel hả anh em? Những đội tuyển phía dưới. Bây giờ mình mới biết đấy. Thế là hóa ra từ trước giờ mình toàn đọc sai thôi. Augustlimark rồi, một trong những hạt nhân đã đem đến thành công chung của đội tuyển này tại mùa PMPL C Final lần thứ 2 này. Team này đang lựa chọn nhảy cho mình là khu vực Starmer. Dành cho các bạn nào không biết thì khu vực Starmer này cũng là một khu vực khá là giàu luôn đấy. Từ rất sớm. Sau khi bản cập nhật mới này thì Starmer khá là giàu. Cả Kemashi và họ gần như là đang làm bá chủ khu vực này. Chính xác. Còn đây là team IG à? 4 cây dù tỏa ra trong khu vực này rồi. Và họ sẽ chiếm trọn khu vực góc 1 giờ của bản đồ. Vâng, trong khi đó thì các team còn lại cũng đã lựa chọn xong cái vị trí nhảy cho mình rồi, một cái đường có vẻ như bình luận viên trong cái trận đấu này là bạn Tùng ABCT 36 và một caster chuyên nghiệp khác. Mình nghe giọng thì có vẻ như là Tùng TT. Đường bay thì nó hơi lệch về phía đất lên một chút, nhưng vòng bo đây là cái đường bay rất là khốn nạn luôn anh em. À, đây là cái vòng bo khá là khốn nạn trong những cái giải đấu mà cái vòng bo nó co về khu quân sự như thế này, mình không đánh giá cao. Một trong những địa điểm bởi vì là đây là một cái vòng bo nó mang rất nhiều cái tính hên xui, và nó sẽ ép tất cả các game thủ phải bay, phải di chuyển. Đây là vị trí của Pin. Wow, một pha bắn rất tự tin, trong khi đó thì trên tay chỉ là khẩu súng M16 mà thôi. Và đó là điểm hạ gục đầu tiên dành cho Xavier khá dễ dàng thôi. Đến từ vị trí của team Xavier. Ngay trong những thời điểm đầu tiên phải nói là một tình huống rất là quyết đoán đến từ vị trí của Pin. Mở màn đó là Pin. Pin là một trong những player được trong khi lưng dắt là một khẩu súng Uzi nếu như mình không nhầm. Tuy nhiên thì Pin vẫn quyết định là sẽ sử dụng khẩu súng M16 để kết thúc đối thủ của mình. Thì sao đây? Phải nói là vô cùng gọi là quyết đoán. Đây là vị trí của F1 thôi, một cái khu vực khá là an toàn. Và mình nghĩ rằng đây cũng là lựa chọn hợp lý cho Bắc thời điểm hiện tại, khi mà các team khác, các team trong khu vực họ đang có phong độ quá cao, họ đã chiếm hết những cái vị trí nóng trên bản đồ rồi. F1 đang có một cái giáp 2 mũ 1, cùng với đó là một chút lựa chọn hợp lý. Anh em phải hiểu rằng đây là trong một giải đấu chuyên nghiệp, vì vậy là lút dạo vẫn là một trong những việc khá là bình thường, và mình nghĩ là lút dạo để bảo toàn được số lượng các tuyển thủ còn lại cho đến vòng bo kế tiếp sẽ là một trong những quyết định nó đúng đắn anh em ạ. Rồi sẽ chắc chắn là sử dụng khẩu Ska rồi, bởi vì là dù gì đi chăng nữa thì M16 không phải là một khẩu súng AR cho tới thời điểm này là một khẩu súng mạnh để sấy, nhất là trong những cái giải đấu như thế này. Phía nam cảng Jojopol, và đây sẽ là một cái khu vực mình nghĩ rằng là lựa chọn bị đủ dành cho và đây đúng là kiểu gọi là trang bị dành cho các tuyển thủ rồi, một khẩu súng AR và một khẩu súng Uzi
để khác với các những đội tuyển khác của Việt Nam để tăng cái xác suất giao tranh ở những tình huống giáp lá cà nó tốt hơn. Cũng đánh dấu được rằng là họ đã khẳng định cái vị trí. Pimay cùng với cả Chopper thì vẫn đang sử dụng con xe trộm chó của mình và di chuyển thôi. Trong khi đó thì Zizen đến từ vị trí của BTA, một tình huống húc xe, wow, rất cục đến từ bộ đôi của BTA và chắc chơi game như thế này trong giải đấu như thế này là quá cục xúc luôn anh em. Chủ động đua xe bắn súng và sau đó là Zizen nghe khá giống với một cái tên của một hãng sản xuất chip dành cho PC. Một cú trả đũa ngọt ngào thôi nhưng phu trào rồi kết thúc sexy cũng khá vất vả khi chỉ còn quá là ít máu như thế này. Trong khi đó thì đang bị truy đuổi bởi Lucy đến từ team của BTA. Và bây giờ thì quyết định là sẽ có một quả bom nhồi vào. Và bây giờ thì đội đó là Microboy chắc chắn là sẽ nằm xuống rồi. Một tình huống 2v1. Wow, chúng ta có thể nhìn thấy số lượng máu của máu chỉ còn một chấm thôi nhưng bắn rất là bình tĩnh luôn anh em. Bây giờ ra ngoài đúng với tinh thần của một game thủ chuyên nghiệp. Bây giờ thì sẽ là confirm thôi. Một rồi, như tốt. Vậy là như vậy là không phải Lucy anh em ạ. Và bây không giờ phải Lucy nhưng mà chỉ còn rất tiếc đó thì họ Lucy cùng cả Regen bây giờ quay lại thì đã quá muộn rồi, người đồng đội của mình đã bị gạt dò một cách khó rồi. Ryzen quá tàn bạo rồi. Cuộc sống cuối cùng BTA nhưng mà thực như vậy là ở thời điểm rất sớm như thế này thì BTA cũng đã mất đi hai thành viên rồi. Chưa khỏi là chính thôi. Sẽ là khó. Chỉ là những người cứ ngợi xem hoa thôi. Và vì cái mình thì đang ngập ngụa trong sự giàu sang trong khu vực Gelgopol. Khu vực biệt thự của Gelgopol. Ở trong khu vực cảng Gelgopol rồi. Và chắc chắn là khu vực cảng Gelgopol sẽ là khu vực mà tất cả các team sẽ không nhảy vào đấy trong khu vực cảng Gelgopol. Bởi khu vực đó sẽ là một khu vực mang tính hên xui rất cao. Và trong một cái giải đấu như thế này thì không ai muốn đem sự may rủi vào trong một trận mà nó mang rất nhiều tính chuyên nghiệp như thế này anh em ạ. Cho nên những khu vực như là cảng Gelgopol sẽ là những khu vực mà không được lựa chọn. Hospital cũng là một địa điểm mà có vẻ như xa hơn thì không nghĩ vậy nha. Một địa điểm mà VGaming đang chiếm lĩnh. Có vẻ như VGaming đang có rất nhiều những địa điểm loot khá là giàu. Trong khi đó thì Box và Xavier đang lựa chọn là loot dạo. Tuy loot dạo thì sẽ bảo toàn được số lượng thành viên, tuy nhiên thì lượng trang bị sẽ là rất khan hiếm anh em ạ. Kỹ năng rất là cao. Đúng, kill thì họ đang ở rất gần với cả vị trí của Xavier và có vẻ như là đánh hơi được vị trí của AQ, vì vậy là Xavier đã quyết định là quay đầu xe rồi. Trong khi đó thì Aura đang loot ở khu vực đầu cầu bên phía của Military. Và nếu mà họ đủ đồ thì ngay lập tức tại thời điểm này họ có thể ra đầu cầu và chặn cầu ngay. Nhưng mà mình suy nghĩ rằng là trong một trận đấu chuyên nghiệp thì việc chặn cầu sẽ là một việc gì đó khá là điên rồ. Và thậm chí còn bằng điểm team top 16 luôn. Một đội tuyển mà có vẻ như là sẽ không còn nhiều động lực thi đấu ngày hôm nay đâu. Thì liệu rằng họ có lựa chọn lối chơi cống hiến đó là tìm và diệt hay không đây? Wow, như vậy là Xavier họ bắt đầu lấy con thuyền để phi thẳng sang khu Military rồi. Mới chỉ có 1-2 team thôi, thậm chí là chưa có team nào sang luôn thì phải. Chính xác rồi, chúng ta thấy được sự xuất hiện. Và đây mới chỉ có 2 vị trí, đó chính là Rabbit và Choco của team Xavier thôi. Không biết là hai thành viên còn lại của Xavier thì họ đang đi đâu rồi. Đang bị sấy vào thuyền và có vẻ như là sẽ một tình huống bơi thôi. Trong khi đó thì chúng ta đang thấy một thành viên của team nào đây? Team TS. Cách bờ khá xa đấy và bây giờ thì sẽ tốn khoảng thời gian khá để bơi vào trong khu vực đảo. Quay trở lại cả team Secret Zin thì sao đây? GZ có vẻ như là đã phát hiện ra điều gì đó khi mà chủ động ẩn nấp. Có vẻ như là thấy được một thành viên của team số 13 ở dưới rồi. Súng hay không đây, cự ly không phải là gần một chút nào nha. Với cự ly này để mà sấy một khẩu súng như là DP28 sẽ không mấy là hiệu quả lắm. Vẫn đang là những tình huống check xem là có các thành viên khác của team số 13 ở gần đây không. Xin lỗi các bạn bởi vì là mình không theo dõi nhiều đến cái giải đấu PMPL, vì vậy là các team ở trong đây mình chỉ biết một số những cái team khá nổi bật như là Aura, như là ba đội tuyển của Việt Nam, như là BTA, cũng như là AQ. Còn lại thì mình khá là mù mờ thông tin của các đội tuyển còn lại. Mình sẽ bình luận với một tư cách khá là công bằng.
đi một cái quãng đường siêu dài và luôn, có một chút gì đó là nhớ rằng là ở gần bờ biển đang có SMG chung chung thôi anh em nhá. Nếu như Kích Farm không lựa chọn vị trí cấp bến hợp lý thì hoàn toàn có vẻ như là chúng ta có một cục thính này. Nhưng mà cục thính rất tiếc ở trong trận đấu này nó rơi ở giữa sông, vì vậy là mình nghĩ là sẽ không có team nào ra để lút cục thính này đâu, bởi vì là trong một trận đấu chuyên nghiệp đi lút thính đã là mạo hiểm rồi, và đi lút thính ở bờ biển ở giữa sông như thế này lại là một sự mạo hiểm nhiều hơn nữa, chắc chắn là sẽ không thể lút được rồi, bởi vì ở bờ biển bây giờ đã có sự tập trung của quá nhiều team ở đây rồi. Và đúng như mình suy nghĩ luôn, đây sẽ là một cái vòng bo thẳng vào khu vực military. Quay trở lại với ở đây thì vị trí của hai boy không có gì đó bắt đầu sử dụng khẩu súng SLG để có thể check vị trí. Tuy nhiên thì có vẻ như là xung quanh đây không có người, xung quanh anh toàn là cây cỏ thôi. Tuy nhiên thì họ sẽ phải di chuyển sớm, bởi vì là trong những vòng bo tiếp theo đây thì nếu họ di chuyển chắc chắn là sẽ bị cam bo rồi, nhất là những cây cầu sẽ là những vị trí mà các team đều sẽ focus vào đấy để nhằm hạ gục đi những cái team đang ở ngoài bo. Ở đây thì IG họ cũng đã bắt đầu di chuyển rồi, và có vẻ như là họ đang di chuyển với đội hình 4 xe. Và với đội hình 4 xe như thế này sẽ là một đội hình di chuyển qua cầu một cách khá là an toàn. Đây là team Judo siêu gian nan luôn, và họ vẫn đang tanh bo thôi. Tốn rất nhiều lựa chọn biểu phục cho Yudugang ở trong giai đoạn này nha. Họ quét sang khu prison. Thêm một cái nữa dành cho các anh em nào trong mà đó, nào đấy thì theo dõi cái giải đấu PMPL. Bởi vì là mình cũng đã từng tham gia thi đấu khá là chuyên nghiệp rồi. Vì vậy là mình biết được rằng là với việc là một cái vòng bo nó bay qua khu vực military bay như thế này, mà các bạn muốn đi cầu thì lựa chọn duy nhất đó chính là các bạn phải sử dụng thật nhiều xe. Và tối đa trong việc sử dụng xe đó là 4 chiếc để các bạn có thể di chuyển. Nếu mà các bạn sử dụng 1 cho đến 2 chiếc thì việc chặn cầu và bị chặn cầu sẽ là tỷ lệ khá cao là các bạn sẽ phải nằm lại ở cái cây cầu đó, bởi vì là trong cái giải đấu chuyên nghiệp như thế này tất cả các team đều thi đấu với kỹ năng rất cao. Vì game mình đang gặp phải vị trí của Bóc, và liệu rằng hai team Việt Nam có thể va vào nhau và cờ lia nhau đi hay không đây. Chưa chính xác, không cấu được một chút mà vì mình cả. Vì cái mình cũng rất tỉnh có vẻ như là vì cái mình không không biết là có phải là cùng gọi là không biết là có biết nhau hay không, nhưng mà vì cái mình đã chủ động rút xe đi và để lại cho Bóc với mình ở đây rồi. Và quay trở lại tôi không muốn xem một tình huống nào mà hai team Việt Nam va vào nhau và hủy diệt nhau cả. Đây là một trái đây sẽ là một trái đất hủy diệt team số 8. Và có pha bắn tốt đây, và Đinh cũng nằm rồi. Đúng như mình nói luôn, quả bom hủy diệt team số 8, nhưng mà team số 8 vẫn đang bắn khá là bình tĩnh. Có sự xuất hiện của Vgaming rồi. Và đây sẽ là một tình huống mà ngương đắc lợi hay không đến từ vị trí của Vgaming. Và đang cứu lên rồi. Vâng, vẫn là những trái nét vẫn đang rất căng thẳng, vẫn là những trái nét mà được set up ra đến từ vị trí của team số 14, đến từ vị trí của Roy. Và nếu vẫn đang cam nhau như thế này nữa thì Vgaming sẽ đúng là ngương đắc lợi. Tất cả những thành viên của Vgaming đang lao vào vị trí ở phía dưới đây. Vgaming đang tràn vào trong căn nhà này và họ đang hủy diệt cả hai team của team số 8 và team số 13, team số 14, sorry anh em. Như vậy là hủy diệt hoàn toàn rồi. Rất nhiều những điểm hạ gục dành cho Vgaming. Và đó là 3 điểm hạ gục. À 5 điểm hạ gục, xin lỗi anh em. Quá là tuyệt vời luôn. Và chọn thời điểm tham gia giao tranh tuyệt vời Vgaming khi mà All Star team một tình huống có thể nói là hững tay trên. Thì vì cái mình và chỉ ập vào một tình huống ập vào thôi. Rất đúng lúc luôn. Ở đây thì có vẻ như là ui, một cái vòng bo này là một cái vòng bo khá là khó hiểu luôn. Mình chưa bao giờ nhìn thấy một cái vòng bo như thế này. Ở trong một cái giải đấu chuyên nghiệp như thế này, đây sẽ là một vòng bo hủy diệt các team từ rất sớm. Sẵn sàng có thể là những người chủ cầu chỉ là một quyết định là ở phía bên này cầu hay ở phía bên kia cầu hoặc là ở giữa cầu. Mới có 12 phút thôi anh em. Rồi, đây sẽ là một thời điểm. Và chúng ta còn lại đó là 49 các player đến từ 14 đội tuyển. Hoàn toàn thì hoàn toàn có thể vọng khá nhiều các player bị hạ gục rồi. Còn quay trở lại bên trong ban bắn rang. Đây là một khoảng thời gian rất sớm. Tuy nhiên thì đây là một cái vòng bo nó hơi khó chịu một chút xíu. Vì vậy nó ép tất cả các player chúng ta phải giao tranh. Và giao tranh thì sẽ mất người rất nhanh. Và các bạn có thể nhìn thấy số ngựa người còn lại trong cái bản đồ này đã đủ biết rằng là
lượng người đang giảm đi rất nhanh và các player cũng đang giao tranh với nhau rất nhiều. Bây giờ cái địa điểm là một điểm rất xa. Jumper thì sẽ làm cách nào đây? Khi mà người đồng đội chắc chắn là đã dừng con thuyền lại để đón anh chàng này rồi. Aura thì đã có một căn nhà ở rất gần với cả khu vực đầu cầu. Trong thời điểm đầu tiên đã mất đi cho mình là hai thành viên và họ vẫn sinh tồn rất tốt với kỹ năng cá nhân của mình với hai thành viên còn lại. Nhưng trước mặt họ là một đội tuyển Aura cũng không phải là một đội tuyển tay mơ đâu. Vì thế mà bây giờ thật sự xem những trận đấu chuyên nghiệp như này mình rất là ngứa mồm luôn anh em. Cho nên là nếu mà cướp lời của bình luận viên thì anh em thông cảm nhá. Muốn là thiêu thân. Vì ở phía bên kia còn rất nhiều những đây người ta gọi là bệnh nghề nghiệp anh em. Vào xem một trận đấu là chỉ muốn bình luận theo thôi. Hơi sai khi họ di chuyển. Xavier đang ở rất gần với cả hai team VTR và Aura. Và bây giờ đang bị cấu máu thì rất đau rồi. Rất nhiều đội tuyển chứ không chỉ riêng VTR đã cảm chắc chắn là một tình huống cấu máu đến từ vị trí của Aura rồi. Và Xavier thì quyết định như thế nào đây? Hiện tại thì cái đầu lạnh vừa bị cấu yếu máu rồi, có vẻ như là pha bắn với sang từ Aura Esports và tiếp tục là Choco cũng đang bị tấn công vào. Như vậy là bên phía Cyber họ chủ động ép vào gần hơn khu nhà của Aura. Sẽ có một tình huống hầu và cam nhau. Một pha 4v4 nha. Aura cứ đường đang hơi xa, còn Cyber thì đang stick lại với nhau rồi. Và nếu như công xa tôi nghĩ rằng là hơi khó. Đúng như là cách là chơi của các đội tuyển Việt Nam. Bắn là rất là gần nhau luôn. Và đây là một cách chơi mình nghĩ là nó sẽ khá là hiệu quả trong một giải đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì đây sẽ là một cách chơi mà có vẻ như là nếu thi đấu một cách tốt thì các bạn sẽ có rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên thì chỉ cần mắc một sai lầm thôi là toàn bộ đội tuyển sẽ bị clear và như vậy là chúng ta hoàn toàn sẽ không thể nào kéo top được. Đó cũng là một trong những, nói chung là khi mà các bạn thi đấu chuyên nghiệp rồi ấy thì tất cả các phương án các bạn đưa ra nó đều có hai mặt lợi và mặt hại cả. Vì vậy là không thể nói đâu sẽ là một cái phong cách thi đấu an toàn cũng như đâu sẽ là một cách thi đấu mà nó đem lại hiệu quả nhất. Mà mỗi cách thi đấu nó đều có một cái điểm lợi và điểm hại. Như vậy là team số 5, team của VGaming và team số 15 và team số 7 sẽ phải di chuyển sang cầu sớm. Xavier đang là người có cái lợi thế lớn nhất khi mà họ vẫn đúng như là bình luận viên ABCT 36 đang nói đây thì Xavier đang là team đang có rất nhiều lợi thế về vòng bo mà chúng ta hay gọi đó chính là bo độ. Có vẻ như là Rabbit đã nhìn thấy vị trí của Regen rồi và BTA tuy chỉ còn hai thành viên thôi nhưng mà đang sinh tồn khá tốt trong cái vòng bo cuối này để cho những đội tuyển phía dưới có thể vươn lên được. Nổi gót cái họ đó chính là Yuru Gang khi đội tuyển đã tành bò quá lâu rồi, chắc chắn là cái lợi thế biểu phục không đủ để họ có cầm cự hơn nữa. Có vẻ như Yuru Gang đã dừng lại cuộc chơi rồi. Taxi hơi ngửa tay bắt bóng viên thôi. Đây là vị trí của Rabbit. Cướp cò. Nhưng trong khi đó thì Aura cũng đã có những cái mạng của các thành viên MG rồi. Chỉ còn lại đó là một người chơi duy nhất thôi. Như vậy MG họ chỉ còn lại một thành viên thôi ở trên khu vực đồi rất trống này. Và trong những turn tiếp theo đây thì mình nghĩ là SMG, thành viên còn lại của SMG sẽ bị clear thôi. Không thể nào sống thọ được ở trên cái ngọn đồi đó. Bây giờ Xavier đang bị thu hút bởi team số 10. Chỉ là ngó cho vui thôi. Chứ tầm này mà nổ súng thì cũng không để làm điều gì cả. Có phải chỉ đang một ngắm cái thanh thính Blackpink đến từ Rabbit thôi thì phải. Liên tiếp là bật tâm dí vào cái thính Blackpink. Xem là đã ai có vẻ như là trong trận đấu chuyên nghiệp khá nhiều tình huống cướp cò vì gaming có mạng của icon rồi. Đội tuyển di chuyển rất chậm hơn ở vì gaming đây và đã có một người chờ đi phải nằm xuống rồi, vẫn đang là 4v2 lợi thế cho vì gaming nha. Và liệu rằng có thể kiếm không để chua đang bị bắn đến từ một vị trí nào đó mà mình chưa nhìn thấy được. Và gần như cái khả năng mà những team chắc chắn là VGaming sẽ an toàn di chuyển vào trong bo rồi. Với đội hình như thế này đã là phase 4 rồi nha, bò đốt không hề nhẹ chút nào đâu. Và bây giờ wow, dừng xe lại và có ngay một cái mạng đó là vị trí của team số 13. Và bây giờ chắc chắn là sẽ có một mạng dành cho VGaming rồi. Mình nghĩ là không cứu kịp đâu anh em. Bên su tát thẳng vào mồm luôn rồi. Bây giờ mình nghĩ là sẽ không cứu kịp. Có cứu kịp hay không đây? Vẫn chạy sang cứu Copai đến từ đồng đội của anh ý và có vẻ như rất nỗ lực. Không biết là VGaming có thể gọi là đẩy thẳng vào cái team số 13 hay không. Phía sau lưng nhưng có vẻ là không đủ rồi, Bensu đã thoát đi trong tình huống này. Bóc thì đang có một vị. Như vậy là Bóc đang có một tình huống va chạm với hai thành viên của Aura. Aura họ đang chia đội hình ra. Tuy nhiên khá khó để có thể công vào căn nhà này rồi. Bom ở đâu? Vẫn chưa thấy một quả bom nào đến từ vị trí của Bóc cả. Đây rồi, đã có một trái Molotov tống thẳng vào trong căn nhà của Aura.
Nhưng bây giờ thì Bốc đang bị cấu gì ở rất nhiều luôn. Áo ra họ vẫn đang rất bình tĩnh. Tuy chỉ có hai thành viên thôi nhưng họ bắn rất bình tĩnh. Anh em có thể thấy rất nhiều nét được quăng vào. Bóng đã bị lốc rồi, đó là vị trí của Pimay và F1. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại hai thành viên của Bốc thôi. Bây giờ thì chắc chắn rồi. Sang càn sang luôn. Và ui khó quá. Bây giờ thì chỉ còn lại một thôi. Cố gắng lên. Yêu máu bây giờ Louis đang cố gắng kê lại cái công tác này nhưng có được hay không đây? Khó quá rồi. Còn quá ít máu rồi. Nhưng mà đối phương đã là người làm tốt hơn. Bây giờ thì chỉ còn lại một mình đó Louis thôi, và sau khi cứu được người đồng đội của mình chắc chắn là thành viên có ra họ sẽ đẩy vào. Bây giờ thì quyết định đó là một quyết định sai, hơi vội vàng. Gần như là một mình anh chàng râu này đã làm hết một tình huống có thể nói là cam nhà quá là tuyệt vời đến từ các vị trí của các thành viên Aura. Bây giờ thì Việt Nam rồi và Xavier là đội tuyển Việt Nam giết, còn nguyên bốn cái thời điểm hiện tại và quay trở lại Vicky Minh nào. Ui Vicky Minh, Vicky Minh đang gặp khó khăn trong việc di chuyển vào bo rồi. Ui làm được rồi. Như vậy là hoàn toàn bị clear bởi team số 10 rồi, team của Geek. Vicky Minh với 7 kill rất đáng tiếc. Quá đáng tiếc cho Vicky Minh. Trong những tình huống mà chúng ta có thể đánh giá được rằng các team của Việt Nam có một chút Xavier vẫn là một cái team mà đang được vòng bo độ rất là trước có kết quả không cao nên bây giờ rất độ luôn và bị chùn tay rồi và sẽ chẳng phải di chuyển nữa. Họ vẫn đang khá là bình tĩnh bởi vì là cái vòng bo vẫn đang có một chút gì đó ủng hộ cho Xavier. Và với cái vòng bo như thế này thì Aura sẽ gặp khó khăn khi mà di chuyển vào bo, bởi vì Xavier họ đang ở một vị trí rất thuận lợi. Không thể trách được khi mà trong tình huống đó thì và mọi sự di chuyển của Aura đều sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát của Xavier hết. Bây giờ đã có một tình huống xuất hiện của team số 10 và bây giờ team số 10 chắc chắn là sẽ giống như kiểu gọi là chuột xa vào trong hố vậy. Quá nhiều team bắn vào vị trí của team số 10. Xavier, team của Aura có một thành viên của team số 10 đã thoát khỏi cái vòng vây rồi, tuy nhiên thì khó lắm, không thể làm khác được. Team số 13 cũng đang cấu gì ở vị trí của team số 10. Tuy nhiên thì trong lúc đó thì Aura họ đã nắm bắt được một cái tình huống và đẩy thẳng vào vị trí của Xavier rồi. Xavier vẫn đang xoay và mình vẫn đang muốn xem các thành viên của Aura họ sẽ phải làm như thế nào đây. Bởi vì trong tình huống va chạm với cả Bóc họ đã thể hiện một bản lĩnh rất tốt luôn. Xavier đang gặp rất nhiều sự nguy hiểm trong và giao tranh cùng với cả Aura. Cái đầu lạnh lốc được vị trí của một thành viên Aura. Và như vậy là quá tốt luôn. Như vậy là Xavier sẽ giữ đủ 4 thành viên sau khi va chạm với cả Aura. Quá tốt. Và chắc chắn là Rabbit sẽ có thể cứu được hoàn toàn vị trí của Pin rồi. Và ngay bây giờ nếu như bạn đang cảm thấy hào hứng với Xavier thì hãy bình luận ngay những lời động viên đến Xavier cùng với đó là Ronaldo của mình. Quá tuyệt vời anh em. Một pha thi đấu rất tốt đến từ vị trí của Xavier. Việt Nam và cả PUBG và eSports Việt Nam nữa. Quay tận dụng rất tốt vị trí của mình, tận dụng rất tốt vòng bò. Và bây giờ thì team số 13 họ đang khá là quan tâm đến vị trí của Xavier chắc chắn rồi. Khi mà có quá nhiều tiếng súng nổ ra ở đây, có quá nhiều team chết ở đây thì chắc chắn là bị chú ý là điều dễ hiểu. Tuy nhiên thì vẫn còn một thành viên của team số 10 đang ở rất gần cả Xavier. Và nếu như họ không để ý thì rất có thể sẽ là một cái chướng ngại vật khá là khó chịu cho Xavier khi mà muốn di chuyển vào trong bo. Vâng, cũng được, bắn nhau hộ được. Đây là vị trí của AQ. Xavier ra là được, đi tùy đây có pha táp mini khá là khó chịu rồi, nhưng mà cũng đã knock out được một người bên phía đối phương rồi. Trong khi đó đây rồi, như vậy là clear hoàn toàn rồi. Kết thúc ngay anh chàng bên phía team, nhưng mà có một tình huống xuất hiện của team số 13 ở đây, một tình huống mà có thể nói là có lẽ là Xavier không ngờ tới. Vết bốn team còn nguyên nha. Vâng, và Xavier không biết là Xavier có thể lấy được cái top 1 trong trận đấu này hay không. Mình đang rất là trông chờ. Họ sẽ làm tất cả, nhưng bây giờ thì AQ đang đối đầu với cả Power 88 và chúng ta thì có vẻ như các thành viên của AQ họ táp những khẩu súng DMR rất tốt. Táp SKS thẳng vào mặt của các thành viên Power 88, nhưng đó vẫn là chưa. Các thành viên của AQ, người thì bắn mini, người thì bắn SKS, những khẩu súng DMR được tận dụng rất là nhiều. Wow, một trái bom chuẩn. Quá rồi, quá tuyệt vời luôn. Kịch bản viên mãn nhất là mỗi team còn một ông là ok. Giờ cùng chờ đợi xem nào.
top đang các team càng giao tranh nhiều thì CV chúng ta càng có nhiều lợi thế. Tuy nhiên thì có một người của team CV đang di chuyển phải nằm xuống cả. Tiếp tục từ Ernie ở đây bắt được bạn của TT về phía tám và con phượng mới đến từ chịu Ernie. Và có vẻ như là một thành viên của CV di chuyển xe lỗi và đã ngay lập tức phải nằm xuống rồi. Xin lỗi các bạn thì có vẻ như đấy là một tình huống mà Scout đến từ vị trí của trong đó Xavier vẫn là những người của chua thầm lặng ở phía sau và chứng kiến mọi việc. Đúng rồi, của chua Xavier có thể là một trong những anh em có họ hàng và của Choco chứ nhầm, sorry các bạn. Khi mà lúc này họ đang điều khiển trận đấu theo cách của họ, họ không giao tranh, chỉ có một thành viên duy nhất của Xavier. Chua là của V-Gaming, mình xin lỗi các bạn nhé, mình nhầm. Một pha sờ cao đúng không? Muốn đâm vào tâm bò trước để lấy thông tin cho đồng đội nhưng mà hơi quá khó anh em ạ. Như lọt vào giữa cái lòng chảo vậy. Chắc chắn là Choco không thể nào có thể thở được với việc các tuyển thủ pro. Đó là bia, một pha bắn rất sắc. Bây giờ thì AQ đang focus vào vị trí của Xavier rất nhiều luôn. Xavier đang gặp rất là nhiều chúng ta thấy bất lợi rồi. Đang ở trong tình huống đang ở vị trí phía dưới. Và cùng chờ xem. Vâng, rất mong chờ team Sixin có thể bắn chuẩn hơn những pha tiếp theo để phần nào đó giải tỏa được cho Xavier. Wow, bắn là chuẩn. Đứng giữa đường của chúng tôi như vậy là có thể. Mình nghĩ rằng nên quay lại bắn Sixin thì hơn. Với việc hạ gục được một thành viên của AQ thì đây sẽ là một tình huống mở ra một chút gì đó cơ hội cho Xavier để dễ thở hơn. Bây giờ thì họ bắt đầu đẩy lên rồi. Đây sẽ là một cơ hội dành cho Xavier. Có mặt ở trong bò. Và bây giờ với tình huống bị nốc như thế này, AQ họ sẽ lới lỏng vị trí của Xavier. Và như vậy là chúng ta có thể dễ dàng vào trong bo, trong cái vòng bo kế tiếp. Chắc chắn là như vậy. Bo mới giật về phía họ nên họ quyết định là chỉ cần giữ lại thôi. Không cần phải để tiếp làm gì cho với việc giật bo như thế này và không quyết định công vào vị trí của AQ nữa thì Xavier vẫn là một vị trí khó rồi. Bo kiểu gì đây, đó là một cái vùng trũng nhá, rất dễ bị bắn bởi team Secret Zin. Xavier đang đóng vai trò là người đứng wow sấy top đó là vị trí của Pin. Rabbit với khẩu súng DP thì còn ngại ngần gì nữa mà không sấy vào đây. Cào uống cào máu rất đau đến từ vị trí của Xavier. Ở đây thì Kenjo vẫn đang ngắm thẳng vào một vị trí của đã bắt đầu được wow. Ra, nhưng đang là người bị mất máu. Nhưng mà tuy nhiên các bạn có thể thấy AQ họ cũng rất là bản lĩnh luôn. Họ hồi máu rất nhanh luôn. Mặc dù họ bị sấy rất nhiều nhưng họ hồi máu rất nhanh. Và họ quay trở lại và cào thẳng vào vị trí của Xavier. Như vậy Rabbit nằm xuống rồi. AQ họ đang di chuyển với một đội hình. Tuy nhiên thì lượng máu của họ là không nhiều. Như vậy là có ngay một cái mạng dành cho team Secret rồi. Vâng, những X-Pin lại là team người làm số 12. Còn một mình vị trí cái đấu lạnh wow. Thôi, cái đấu lạnh đâu rồi? Wow. Cho tôi cái cam cái đấu lạnh. Dừng lại rồi. Ở vị trí top 3 rồi. Vẫn là một kết quả khá tốt cho Xavier với một cái vòng bo khó như thế này. Và chắc chắn là team số 13 họ giành chiến thắng rồi. Wow. Thực sự đã lựa chọn. Phải nói là mình khi mà mình xem cái trận đấu này mình khá là có niềm tin với vị trí của team Xavier sẽ dành cho mình là một trận đấu top 1. Tuy nhiên thì cái vòng bo nó quá ủng hộ cho team TSG. Và như vậy là sau khi mà cái vòng bo bắt đầu co thì TSG họ có thể free fire bắn tất cả hai team, đó là team AQ và team Xavier. Nói chung thì với một cái trận đấu mà chúng ta được top 3 như thế này trong một giải đấu chuyên nghiệp thì nó cũng góp phần cho chúng ta được khá là nhiều điểm. Và mình thấy là Xavier họ cũng có tích lũy được khá là nhiều những điểm hạ gục. Và nếu anh em muốn ủng hộ team Việt Nam thì mình nghĩ là các bạn lên follow trang web follow fanpage của PUBG Mobile Việt Nam và cùng nhau cổ vũ cho các team của Việt Nam sẽ có những thành tích tốt trong cái giải đấu PMPL C Final này. Và một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã cùng mình xem hết cái trận đấu của Xavier cạnh tranh top 1 quyết liệt ngày thứ 3 trận 1 PMPL C Final. Nếu các bạn muốn xem trận đấu này một cách hoàn hảo và xem trận đấu này mà không bị gọi là bị cái âm thanh của mình làm nhiễu cái trận đấu, mà các bạn muốn xem hai caster thì các bạn có thể lên kênh YouTube của PUBG Mobile Việt Nam để xem. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo của Tuấn AC nhé. Bye bye.